Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định sẽ hủy giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10 tháng 1 của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch của FLC. Và đồng thời ông Quyết còn bị phạt tiền mức cao nhất. Và vì ông Quyết bị cơ quan quản lý hủy giao dịch bán cổ phiếu FLC là chưa có tiền lệ hay nói một cách khác là chưa từng xảy ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau đó những nhà đầu tư mua cổ phiếu FLC của ông Quyết bán hôm 10 tháng 1 sẽ không nhận được cổ phiếu cũng như là tài khoản không bị trừ tiền. Và ngược lại, ông quyết sẽ nhận lại cổ phiếu và tiền sẽ không về tài khoản. Hành động của ông quyết khiến hàng trăm nhà đầu tư thua lỗ, gây bất bình và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Hành vi này đe dọa đến sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định sẽ xử lý nghiêm, quyết liệt và triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra cơ quan chức năng còn xem xét thêm chế tài bổ sung để xử lý thật nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định Bộ Tài chính giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sớm nghiên cứu và đề xuất giải pháp ngăn chặn tận gốc hành vi sai phạm tương tự, không để xảy ra sai phạm rồi cơ quan chức năng mới xử phạt. Trong tương lai gần, hệ thống của thị trường sẽ không cho phép trường hợp sai phạm rồi mà lại tái phạm tiếp được giao dịch bình thường.